Thủ tướng Mikati cho biết, Bộ Ngoại giao Liban sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ban hành nghị quyết kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức. Ông Mikati khẳng định cam kết của chính phủ Liban tuân thủ nghị quyết 1701 được thông qua vào năm 2006 nhằm hỗ trợ quân đội Liban giữ cho khu vực biên giới phía Nam với Israel không có vũ khí hoặc không có lực lượng vũ trang nào khác ngoài lực lượng của chính phủ Liban. Ông cũng cho biết Hezbollah đã đồng ý triển khai binh sĩ ở biên giới với Israel như một phần của lệnh ngừng bắn. Theo một nguồn thạo tin, Hezbollah đã thông báo với chính phủ Liban rằng lực lượng này chấp nhận lệnh ngừng bắn với Israel vào ngày 27 tháng 9, cùng ngày thủ lĩnh Hassan Nasrallah của họ thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Hezbollah trước đó tuyên bố sẽ chỉ chấp nhận ngừng bắn nếu có lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở dải Gaza. Hiện Hezbollah đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh kéo dài ở miền nam Liban sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề từ các cuộc không kích của Israel. Lực lượng này đã chỉ định một chỉ huy quân sự mới để phối hợp tiến hành với các cuộc tấn công rocket và hoạt động trên bộ để có thể phản ứng hiệu quả bất chấp sự gián đoạn do các cuộc tấn công của Israel gây ra.